Xin được giới thiệu tới tất cả mọi người các nút chức năng trên loa Ikarao. Nút bật nguồn, ấn và giữ 3 giây để bật loa Ikarao. Nút bass để tăng cường âm trầm cho bài nhạc. Micro tích hợp sạc tự động ngay trên loa. Cụm các phím bấm điều chỉnh hiệu ứng cho micro. Chế độ phát biểu. 3 chế độ hát karaoke. Chế độ hát chuyên nghiệp. Chế độ hát tự điều chỉnh tiếng micro. Nút vặn tăng tiếng echo. Nút vặn tăng giải cao của mic. Nút vặn tăng giải trầm của mic. Nút ấn chọn chế độ ưu tiên tiếng mic. Nút ấn lựa chọn các nguồn nhạc vào. Bluetooth, AUX, Local Play. Nút ấn lựa chọn tính năng Bluetooth. Nút điều chỉnh các hiệu ứng ánh sáng. Nút điều chỉnh âm lượng của nhạc. Xin được giới thiệu tới tất cả mọi người các cổng kết nối phía sau loa. Đây là cổng sạc. Cổng HDMI out để xuất tín hiệu âm thanh và hình ảnh ra TV hoặc máy chiếu. Cổng USB để đọc tín hiệu hoặc kết nối với bàn phím và chuột không dây. Cổng đọc thẻ nhớ. Cổng AUX in để nhận tín hiệu âm thanh đầu vào. Cổng AUX out để xuất tín hiệu âm thanh sang các thiết bị khác. Hai jack 6 ly để kết nối với micro hoặc guitar. Hai lúm vặn để điều chỉnh âm lượng. Công tắc gạt để chuyển đổi chế độ giữa chơi guitar hoặc dùng micro. Đây là dây đeo được tặng kèm loa. Sau đây thì mình sẽ kết nối dây đeo này với cả loa. Sẽ xỏ sợi dây này qua cái đai và móc vào đây. Đó. Rất chắc chắn.